Các bạn thân mến, gội đầu tưởng như chỉ là một hành động vệ sinh cá nhân đơn giản, nhưng thực tế nó hoàn toàn không phải việc có thể làm tùy tiện. Khi gội đầu, chúng ta sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bộ não, nơi chứa rất nhiều hệ thần kinh quyết định độ thông minh, phản xạ, cách thức hành động của một người. Và sau đây là 7 thời điểm bạn không nên gội đầu, nếu không sẽ rất hại cho sức khỏe. Năm 2017, một cô gái trẻ đã chia sẻ về kinh nghiệm trở về từ cõi chết do tắm gội đêm. Theo cô gái này, hôm xảy ra sự việc, cô hơi mệt, đi làm về chợp mắt đến 10 giờ đêm mới tỉnh dậy đi tắm, gội đầu. Thế nhưng khi vừa gội đầu xong, bước ra cửa nhà tắm, cô thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, không thể nhận thức được nữa, tay chân có dấu hiệu tê lại. Hoảng sợ, cô gọi mẹ cạo gió, nhưng khi cạo gió cũng không có cảm giác gì. Cô vội nói với mẹ phải đưa đi bệnh viện ngay do lo sợ đột quỵ não. Sau khi tới bệnh viện, được bác sĩ truyền dịch và thử máu, giữ ấm cơ thể và xoa bóp tay chân thì đến tầm gần 3 tiếng sau, tình trạng sức khỏe của cô gái mới dần ổn định lại. Vì vậy, một việc tưởng chừng đơn giản như gội đầu thế nào cũng cần hết sức thận trọng. 1. Gội đầu vào buổi sáng ngay khi thức dậy. Nhiều người có thói quen gội đầu vào buổi sáng để tỉnh táo, sạch sẽ. Tuy nhiên, đây là thói quen rất có hại. Buổi sáng khi vừa thức dậy, các chức năng cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, quá trình lưu thông máu vẫn còn chậm. Nếu chúng ta gội đầu ngay, sẽ kích thích mạch máu não hoạt động đột ngột. Chưa kể, buổi sáng nhiệt độ thường sẽ thấp hơn, nếu không may gặp phải gió độc, sẽ bị nhức đầu, chóng mặt, thậm chí đột quỵ ngay lập tức. Bởi thế, khi bạn cần thiết phải gội đầu vào buổi sáng, hãy vận động nhẹ nhàng trước 30 phút, sau đó gội bằng nước ấm và sấy khô tóc ngay. 2. Gội đầu lúc quá no hoặc quá đói. Khi cơ thể quá no hoặc quá đói mà bạn lại đi gội đầu thì dễ dẫn đến đau dạ dày, buồn nôn, chóng mặt. Ngoài ra, việc ăn no xong gội đầu sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa. Nguyên nhân là do dạ dày co bóp, làm việc nhiều hơn khiến dịch dạ dày điều tiết ra tăng lên nên rất dễ bị tổn thương, có thể dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, những người mắc bệnh tim mạch lại càng tuyệt đối không nên gội đầu vào thời điểm này vì nó dễ dẫn đến tình trạng bệnh của bạn trở nên nặng hơn do thiếu máu cục bộ. 3. Gội đầu lúc đang bị sốt. Đây là thời điểm mà cơ thể đang bị suy yếu, rất nhạy cảm. Nếu gặp nước lạnh vào đầu, rất dễ làm các cơn đau tăng lên dồn dập. Nguy hiểm hơn, khi bị ốm mà gội đầu còn dễ bị cảm lạnh, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người. 4. Ngay sau khi tập luyện về. Nhiều người có thói quen tắm gội ngay sau khi vừa đi tập thể dục về. Nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm, các hoạt động tập luyện thể chất sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Nếu bạn gội đầu hoặc tắm rửa ngay lập tức, có thể dẫn đến đột quỵ. Hãy nghỉ ngơi một chút, dành thời gian để cơ thể trở về trạng thái bình thường rồi mới tắm gội. 5. Sau khi uống rượu hoặc đã say rượu. Gội đầu ngay sau khi uống rượu dễ khiến bạn bị chóng mặt, nôn mửa, đau đầu, thậm chí đột quỵ. Đặc biệt, nếu đã uống say rượu thì tuyệt đối không nên gội đầu. 6. Gội đầu lúc đêm muộn. Sau 9 giờ tối không phải là thời điểm bạn nên gội đầu. Nếu cố tình gội đầu muộn hơn 9 giờ tối, bạn có thể bị đau đầu, rối loạn tiền đình. Ngoài ra, nếu đã gội đầu muộn lại còn đi ngủ với mái tóc ướt thì sẽ làm cản trở máu lưu thông, dẫn đến chứng đau đầu kinh niên. 7. Gội đầu trong thời kỳ kinh nguyệt. Cơ thể trong thời kỳ kinh nguyệt thường bị mệt mỏi, sức đề kháng suy yếu nên các chị em luôn có cảm giác khó chịu. Bởi thế, những ngày đầu có kinh, bạn hãy hạn chế gội đầu, tóc bết, đồ bẩn một chút cũng không sao, hãy đợi đến khi cơ thể trở lại trạng thái bình thường rồi hãng gội đầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.